Chào mừng các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Các sản phẩm piano điện nhà Artesia hiện đang được rất nhiều sự tin tưởng của người tiêu dùng. Trong tháng 10 này, đàn BE88 đang được Minh Phụng Music đem đến khách hàng với chương trình khuyến mãi siêu hot lên đến 15%, từ 7.6 triệu chỉ còn 6.5 triệu. Nào khui thùng để khám phá bên trong có gì nhé. Đây là thùng đàn piano điện BE88, nhìn thùng cứng cáp quá anh em ha. Đây, các bạn sẽ thấy toàn bộ phụ kiện bên trong thùng. Đầu tiên là giá nhạc bằng mica màu trắng tinh tế, sách hướng dẫn sử dụng giúp bạn học đàn dễ hiểu các chức năng trên đàn, và phiếu bảo hành nhạc chính hãng từ công ty Minh Phụng Music. Nhân vật chính cây Artesia BE88 đây rồi. Nhìn tổng thể đàn có thiết kế hiện đại với tông màu trắng mang vẻ đẹp tinh khôi, tạo nét cứng cáp không kém phần tỉ mỉ, được bọc cẩn thận bằng hai mút xốp ở hai đầu đàn. Lưu ý là cục adapter và pedal sẽ nằm phía bên phải của thùng đàn. Cùng xem toàn bộ cây piano nào. Đây là mặt trước và đây là mặt sau đàn. Artesia BE88 có hai màu đen trắng tùy theo sở thích của bạn. Còn vài ngày nữa thôi là chương trình giảm giá cực sốc tháng 10 của Artesia dành cho cây đàn này sẽ kết thúc. Các bạn hãy nhanh tay sở hữu ngay cho mình một em BE88 tại Minh Phụng Music đi nào. Ngoài mức giá siêu hot từ 7.6 triệu chỉ còn 6.5 triệu mà lại được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ clip chi tiết hơn về BE88 trong lần tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.